Cảnh giác với chiêu lừa mới, giả danh người thân gọi video call qua Facebook, Zalo để mượn tiền. Tết sớm của đồng bào Mông tại miền núi phía Bắc. Hàng hóa phục vụ thị trường Tết tại thành phố Hồ Chí Minh được thắt chặt khâu an toàn vệ sinh thực phẩm.